chuẩn bị nấu cơm thấy hạt gạo hơi đen, cô gái dùng muỗng đập ra thì phát hiện những vị khách không mời. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Theo đó, cô gái trong đoạn clip chuẩn bị nấu cơm chiều cho cả nhà. Đến khi múc được vài chén gạo vào nồi, đột nhiên phát hiện vài viên gạo bị đen bên trong, nhìn vô cùng kỳ lạ. Sợ rằng gạo giả, cô gái đập ra coi thử thì mới hay. Bên trong mấy hộp đen đen ấy toàn là mọt gạo, có chỗ gọi là sâu gạo. Chủ nhân đoạn clip còn chia sẻ thêm, lý do mỗi lần ăn cơm cũng thấy vị lạ lạ, thì ra trong gạo cũng có độn thêm thịt. Một số người sau khi xem qua đã cảm thấy hơi rợn người, trong khi đó nhiều người nội trợ lâu năm thì lại cảm thấy vô cùng bình thường. Thậm chí có người còn khuyên, chỉ cần đổ nước vào là hạt gạo có sâu tự nổi lên, sau đó vớt ra là có thể nấu ăn bình thường. Số khác lại như giải được thắc mắc bấy lâu nay, vì không hiểu tại sao thùng gạo đã đậy rất kỹ rồi nhưng vẫn bị sâu ăn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.